Chào các bạn, nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách đóng con CPU hai tầng các bạn ha. Thì theo xu hướng hiện nay cái smartphone nó càng ngày càng, càng mỏng á thì họ sẽ đi theo cái xu hướng là nó sẽ thiết kế con CPU theo kiểu hai tầng này. Con CPU ở dưới và sẽ có một con RAM ở trên các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy được hai cái lớp. Đó các bạn thấy không? Thì cái xu hướng này nó cũng phát triển từ lâu lắm rồi từ cái thời Nokia rồi các bạn ha. Thì cái thằng, um, cơm Qualcomm hiện nay nó đang đi theo cái hướng là nó làm con CPU xong rồi nó sẽ nó sẽ nhồi cái con RAM vào con CPU luôn. Ha. còn hàng Samsung thì nó đi theo hướng là con CPU của riêng, xong rồi ở trên nó sẽ có là con ram với ô cứng nó nhồi lên trên luôn chứ không còn cái ô cứng ở ngoài nữa. thì tùy theo cái cách thiết kế chip của từng thằng thôi. cái việc đó thì chúng ta không có can thiệp được ha. nó ra cái nào mà chúng ta phải làm cái đó. rồi các bạn thấy ha, con CPU nó nằm bên dưới và sau đó chúng ta sẽ đóng cái con ram này ở trên. thì cái việc đóng và đổ chân nó cũng như đóng và đổ chân IC bình thường thôi, chỉ có điều chúng ta sẽ làm hai lần ha. và chúng ta sẽ làm khéo một lát một chút thôi. Nghĩa là chúng ta sẽ đổ chân con CPU trước và chúng ta đóng CPU vào cái men đây các bạn ha mình sẽ demo các bạn xem thì cái việc đổ chân và đóng CPU thì nó đã có ở những cái clip kia rồi đúng không các bạn các bạn đến được cái clip này là các bạn phải biết được cái cách là tinh chỉnh cái nhiệt độ của mỏ hồ của các bạn cái nhiệt và gió đúng không và biết được cái cách đổ chân nhuận nhuyễn ha và biết được cái cách xác định chiều của CPU để đóng vào đúng không CPU hoặc là IC gì đó các bạn đến cái clip này là các bạn phải biết hết rồi nha clip này là cái skill thứ hơn thứ 10 các bạn ạ à. rồi thì mình sẽ sử dụng cái nhiệt độ là 40 C thì mình sẽ nói sơ các bạn là cái nhiệt độ mình thường sử dụng là nó nằm ở khoảng 350 độ C các bạn ha thì do cái mỏ kho của mình thôi thì nó ghi là 350 chứ ai mà biết được là nó ra bao nhiêu đúng không 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 có mức chính xác các bạn cũng đã có cái cách mà làm quen với cái mỏ khò ở những cái video clip, video clip trước rồi đúng không rồi khò xung quanh sau đó là chì nó chảy ra chừng lắc nhẹ một cái thôi là xong con CPU sau đó thì chúng ta sẽ đợi nguội các bạn phải đợi cho nó nguội ha tốt nhất là các bạn nên đợi cho nó nguội tại sao các bạn biết không tại vì khi mà các bạn bỏ cái con ram lên các bạn đóng các bạn cũng phải lắc cái nữa nếu mà các bạn mà vẫn đợi nó còn nóng thì các bạn khò đó thì cái chì con siêu dưới nó chảy rồi mà chì ra nó chưa chảy các bạn lắc thì lắc siêu chứ không lắc ram ha tốt nhất là đó trong lúc mà các bạn đóng siêu xong đợi nó để qua bên đi các bạn sẽ tiếp tục đổi chân con ram thì do cái cái loại chip này bây giờ mình cũng ít làm các bạn ha nên nay chiếc mình chiếc Nokia ngày xưa 67 67C thì nó không có cái vị đổ um, cho nó mình nên mình sử dụng vị đổ siêu để mình đổ cho con ram luôn thì cũng giống như gọi là cái vị đổ đa năng các bạn ha thì đây cũng là một cách khi mà các bạn không kiếm được vị đổ á các bạn có thể ướm ướm vào những cái vị đa năng á cảm thấy nó, các bạn thấy chân cẳng nó đều nó vừa thì các bạn cứ đổ bình thường thôi không cần nhất thiết phải đợi có đủ vị đâu ha cái cách đổ chân thì các bạn cũng đã xem trong cái video clip, video clip trước rồi đúng không thì thường ở những cái Noga ngày trước á là các bạn phải đổ chân hai lần con trên cái con ram ha tại vì các bạn đổ một lần á là nó um, cái chì nó không có đủ xuống tại vì ngày xưa cái công nghệ thiết kế chip nó chưa có tốt á nên cái coi cái 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 đế của cái đầu của CPU nó còn nhô lên cao lắm nên đòi nên đòi hỏi cái chì chúng ta phải to và cao nên chúng ta mới đóng được ở đây thì mình để môi các bạn nên mình chỉ đổ một lần thôi đúng ra là phải đổ hai lần mới ok các bạn ha ở những cái chip nuga ngày xưa các bạn đổ một lần đúng không xong rồi các bạn dọn dẹp sạch sẽ các bạn đợi cho bạn đổ thêm lần nữa cho nó thêm một lớp chì mỏng lên nữa đúng không rồi sau khi đổ với đa năng thì chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ ha tại vì cái những cái chì với những cái báy dơ nó nhiều lắm rồi có những cái con những cái chân nào bị kẹt thì chúng ta nó ra sau đó thì cho ít một ít như thông thôi chỉ có chỉ khi mà đổ siêu hai tầng á các bạn cho nhựa hông á các bạn chỉ nên nên cho cái nhựa hông nó nằm ở ngoài ở ngoài rìa thôi ha nằm ở ngoài rìa chân thôi chứ chúng ta không có cho nhựa hông mà lên láng ở trong cái con ram đâu nha các bạn tại vì khi mà các bạn hỏi đóng ram và ở giữa nó không có chân á các bạn cho nhựa hông nhiều quá nó đội ram lên nhiều không hoặc là mở hàng gì đó tùy các bạn sử dụng quen cái nào các bạn sử dụng thôi rồi thì cái khi mà các bạn tập á, thì các bạn nên tìm những cái con IC mà to giống như trong clip mình đó ha những cái Noga ngày xưa á như là các bạn mua những con 6.700 hay là Chà, mình lâu quá mình không có làm mình cũng không nhớ cái bộ đen của nó xài những chip này nữa đó thì uh, các bạn tập hoặc là các bạn có thể đi đến những cái chỗ mà bán uh, những cái cửa hàng điện thoại đó, các bạn mua những cái men sát của họ các bạn, về tập ha tập những cái con IC to này nè tại vì nó sẽ là cái tiền đề cho các bạn đóng những con chip như A5, A6, A7, A8 và A9 của uh, Apple, iPhone hiện nay ha và các bạn để ý dấu chấm ha cái dấu chấm bên dưới CPU nó sẽ trùng với dấu chấm trên con RAM đó vậy thôi chỉ cần hai để ý đó là được rồi đó cái, okay tại vì khi các bạn thực tập á, những cái con IC này là cái chân nó to và mặt mặt đầu chân của nó ít á đúng không và nó xa nhau nữa các bạn đóng các bạn dễ lắm cứ bỏ vào đóng canh cho nó ngay rồi đóng ha nó nó sẽ là cái tiền đề cho các bạn đóng những con su hai tầng của iPhone sau này sáu ngàn năm ok đúng rồi sáu ngàn năm Classic cũng xài con này các bạn IC hai tầng nhiều lắm ga nó, nó xài nhiều lắm 2007 cũng xài con giống vậy 27C ha hoặc là 2730 cũng xài này các bạn có thể kiếm men chết mình xác các bạn làm rồi sau khi chúng ta sò khò sơ chúng ta sẽ cho một ít cái nhựa hông lên trên cái con ram ha sau khi khò vào các bạn lắc nhẹ một cái là ok ha, còn ở những cái iPhone sau này do cái đế của CPU đó, nó mỏng lắm nên các bạn chỉ cần đổ chân một lần các bạn đóng là ok à không cần phải đổ chân hai lần các bạn đổ chân hai lần đóng là nó chạm liền ha tại vì thứ nhất là chân nó nhiều đúng không các bạn đầu chân nó li ti li ti rồi sau đó thì khi mà các bạn làm thực tập ở những cái máy sống á, các bạn mà muốn lấy cái con CPU ra đó mình khuyên các bạn là không nên dở con ram ra ha nếu mà cái máy nó không có đủ keo á các bạn khò như vậy rồi các bạn lấy lên một lúc lên hai con luôn các bạn có thể sử dụng cái nhíp hoặc dùng đồ làm đào để mình thử rồi Okay, cái đồ lông đao nó dày nó dày quá nên mình thọt vô không được các bạn ha lấy cái mình để mình lấy cái nhíp mình thọt xuống các bạn dở lúc là dở lên hai con luôn ha để khi chỉ cần các bạn đổ chân siêu đóng vào là ok à không cần phải đóng hai con chi cho cực chỉ có những cái máy mà nó đổ keo á các bạn khò đó, đôi khi nó bị xịt con ram nó bị xịt con ram á thì nên chúng ta mới chúng ta mới mới phải tách ra thôi chứ còn mình thì mình thích đẩy nguyên cụm thì mình đóng không ha rất là dễ và nhanh nữa và chuẩn nữa ha nó để y vậy rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ vô cái kính hiển vi để mình xem cho các bạn thấy là như thế nào là cái chân ok và như thế nào là cái chân không có ok khi đóng cái con uh, này đó. Đây, cái chân này các bạn thấy không? Đó các bạn thấy chưa? Chân nó ăn có vài chân ăn một vài chân nó không ăn á. Có nghĩa là cái này nó không ok ha. Rồi, còn như bên này, chân như vậy là ok nè các bạn thấy không? Nó ăn đều. Đó, lý do là đổ một lần á các bạn, cái chì nó không có đủ cái vị độ nó mỏng á. Vì đa năng mà ha, nó mỏng nên cái chì nó không có đủ xuống á thôi rồi các bạn cứ làm xong các bạn tháo ra giống mình nữa, các bạn bỏ vô cái vi, Các bạn xem xem cái tay nghề mình chuẩn chưa ha nếu mà chưa chuẩn thì tháo ra làm lại tháo ra làm lại cứ vậy cứ vậy là từ từ các bạn, các bạn sẽ lên tay nghề thôi thật ra đóng cái cu này nó cũng dễ lắm chứ không có khó ha chỉ đòi hỏi kỹ năng mà tập luyện thôi rồi mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này chào các bạn trước các bạn thành công